thưa quý vị hiện nay rất nhiều công ty xí nghiệp xưởng sản xuất hay các hộ kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng máy nén khí phục vụ sản xuất rất hiệu quả tuy nhiên thời gian sử dụng lâu bom nén khí có thể xảy ra các sự cố dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng mới đây một vụ nổ bình khí nén đã xảy ra tại một cơ sở chế biến thủy sản ở xã vĩnh phương thành phố nha trang khánh hòa khiến cho một nam công nhân tử vong tại chỗ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghi nổ khí nén xảy ra ở xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Thông tin ban đầu vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, tại nơi vận hành, bảo quản khí nén carbon monoxide CO và tasteless smoke TS sử dụng trong chế biến thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn TNH Nha Trang ở thôn Đắc Lộc 2, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ từ cơ sở này phát ra nên đã trình báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin vụ nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an thành phố Nha Trang điều động các cán bộ chiến sĩ lên hai xe chuyên dụng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, triển khai đội hình phun nước. Tại hiện trường, vách tường xây bằng gạch bị sập đổ, vỡ nát, nằm bên cạnh bình khí nén là nam công nhân, được xác định là VPH, sinh năm 1996, trú ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân vụ tai nạn còn đang được điều tra, nhưng theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng vụ nổ do bất cẩn trong vận hành, bảo quản khí nén. Đây không phải là vụ việc đầu tiên có người thiệt mạng do nổ bình khí nén, thế nhưng một số người vẫn rất chủ quan khi sử dụng các thiết bị này vì vậy để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên mọi người không nên sử dụng những bình khí nén chất lượng kém không rõ nguồn gốc dù làm bất cứ việc gì cũng nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn để phòng những vụ việc đáng tiếc xảy ra